tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 26 tháng 7 năm 2022. Mời quý vị theo dõi các bản tin chính sau đây. Đức Thánh Cha Francis Cở lời xin lỗi sâu sắc và cầu xin sự tha thứ về các trường nội trú trong chuyến thăm Alberta. Bệnh đậu mùa khí dù là mối đe dọa toàn cầu nhưng không quá nguy hiểm ở Canada. Tin liên quan tới cuộc chạy đua lãnh đạo của đảng bảo thủ, cựu thủ tướng Stephen Harper ủng hộ Pierre Poliev. Hầu hết tỉnh BC có cảnh báo nhiệt khi mà nhiệt độ tăng cao trong tuần này. Trong cuối tuần vừa qua đã có 4 người Quebec chết đuối ba người chết bao gồm cả nghi phạm trong chuỗi xả xuống ở Langley, tỉnh PC Thêm một trường hợp tử vong tại phòng cấp cứu ER ở bệnh viện New Brunswick và đang được điều tra. Sự kiện này được cho là một sự kiện bi thảm. Mỹ cân nhắc việc tuyên bố đạo mùa khí là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Ngoại trưởng nga tuyên bố mục tiêu cuối cùng của nga là lật đổ tổng thống Ukraine. Và Trung Quốc xác nhận cảnh báo với Mỹ về chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, một sự kiện lịch sử đang diễn ra tại Canada khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm Canada trong cuộc hành hương để hòa giải. Đức Giáo Hoàng Francis đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc, cầu xin sự tha thứ vì sự ép buộc đồng hóa trẻ em bản địa tại các trường nội trú cũ nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của những người lớn tuổi bản địa và những người sống sót trong các trường học nội trú trước đây khi đức giáo hoàng francis đứng trước mặt họ và cầu xin sự tha thứ cho tội ác đáng trách của nhà thờ công giáo la mã Ngày đầu tiên của cuộc hành hương để hòa giải của Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu bằng một lời xin lỗi chân thành được tuyên bố tại địa điểm của một trong những trường nội trú lớn nhất Canada và kết thúc 8 giờ sau đó với các phép lành và các bài hát tại một buổi lễ thân mật tại một nhà thờ bản địa được chỉ định duy nhất ở Canada. Trong một sự kiện buổi sáng tại một cộng đồng First Nation ở trung tâm Alberta, Đức Giáo hoàng Francis đã xin lỗi thay cho các thành viên của Giáo hội Công giáo những người mà đã điều hành chính sách tàn phá của Canada đối với các trường học nội trú bản địa trước đây. Ông nói rằng việc cưỡng ép đồng hóa người bản địa vào xã hội Cơ đốc giáo đã phá hủy nền văn hóa của họ, phá hoại gia đình và tàn phá các thế hệ theo nhiều cách mà ảnh hưởng đến cả hiện tại. Tôi khiêm tốn cầu xin sự tha thứ cho tội ác của rất nhiều giáo dân Cơ đốc giáo chống lại các dân tộc bản địa. Francis nói với hàng ngàn người bản địa, trong đó có nhiều người sống sót đã tụ tập về Masquatches ở Alberta, cách Edmonton khoảng 100 km về phía nam. Trước sự hoan nghênh từ những người tụ tập, Đức Giáo Hoàng liên tục cầu xin sự tha thứ cho những hành động trong quá khứ, những hành động mà đã được nhiều thành viên của giáo hội ủng hộ, thứ mà đã tạo ra sai lầm tai hại và một tội ác đáng trách đối với các trường học dân cư trước đây, ông nói đức francis cũng cho biết ký ức về những đứa trẻ không bao giờ trở lại nhà từ trường nội trú đã để lại cho ông cảm giác đau buồn phẫn nộ và xấu hổ đức giáo hoàng đã nói bằng tiếng tây ban nha ngôn ngữ mẹ đẻ của ngài và nó đã được một linh mục dịch sang tiếng anh bản dịch cũng có sẵn trong một số ngôn ngữ bản địa Ông nói, lời xin lỗi của mình chỉ là bước đầu tiên để sửa sai với những người bản địa ở Canada và rằng một cuộc điều tra nghiêm túc phải được tiến hành về sự thật của những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sau lời xin lỗi được chờ đợi từ lâu từ Đức Giáo hoàng, thủ lĩnh Wolken Ledochild đã trao cho Đức Giáo hoàng một chiếc mũ đội đầu truyền thống của người bản xứ. Một nụ cười rạng rỡ đã nở trên khuôn mặt của Đức Giáo hoàng khi chiếc mũ được đặt trên đầu ông tại một cuộc họp báo vào buổi sáng, các thủ lĩnh bản địa từ bốn quốc gia tạo nên Masquashes và các quốc gia First Nations khác ở Alberta đã nói về ý nghĩa của lời xin lỗi đối với người dân của họ và lòng biết ơn của họ đối với thế giới vì đã làm chứng cho thời khắc lịch sử này. Đức giáo hoàng Francis đã thể hiện ân sủng. Grand Chief George Arkan Jr. từ Alexander First Nation cho biết. Tôi cảm ơn ông ấy đã tôn trọng yêu cầu của chúng tôi để gửi lời xin lỗi trực tiếp này. Đó là một món quà cho nhiều người. Liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ Bệnh đậu mùa khỉ cho dù là mối đe dọa toàn cầu nhưng hiện không quá nguy hiểm ở Canada. Tổ chức y tế thế giới WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào thứ bảy và trong khi các chuyên gia thừa nhận virus này có thể là mối đe dọa kéo dài ở Canada, họ nói rằng mức độ nguy cơ không hẳn là đã tăng lên ở quốc gia này. Tiến sĩ Donovan, là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học McGill cho biết: "Tôi không nghĩ rằng mối đe dọa với Canada đã gia tăng vào lúc này, nhưng tình hình chắc chắn có khả năng trở nên tồi tệ hơn." bác sĩ isaac bogot là một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện đa khoa toronto cho biết nguy cơ đối với công chúng ở canada hiện đang rất thấp ông nói nó đang tác động đến cộng đồng những người đàn ông quan hệ tình dục với những người đàn ông khác nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể lan rộng ra cho ngoài cộng đồng tiến sĩ vinh cho biết cũng có lo ngại rằng điều này có thể khiến cộng đồng lgbtq bị kỳ thị hơn tính đến thứ bảy chính phủ cho biết có 681 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ trên 5 tỉnh ở Canada và những con số này dự kiến sẽ tăng lên khi dịch bùng phát. Bộ trưởng Giáo dục cho biết học sinh ở Ontario sẽ đi học trực tiếp ở lớp trong năm học này. Bộ trưởng Giáo dục Stephen Lache hôm thứ Hai đã cam kết sẽ giữ 2 triệu học sinh của Ontario học trực tiếp trong các lớp học trong năm học này, khi tỉnh tiếp tục đối mặt với sự không chắc chắn từ đại dịch COVID-19. Ông Lachey nói trong một cuộc họp báo ở Ajax, nơi ông thông báo về kế hoạch của bộ để giúp những học sinh bị tụt hậu, trong khi đóng cửa trường học vì đại dịch có thể theo kịp tiến độ của lớp học. Xét tổng cộng thì học sinh ở tỉnh Ontario đã không học trực tiếp trong lớp học lâu hơn trẻ em và thanh thiếu niên ở bất kỳ khu vực pháp lý nào khác ở Bắc Mỹ sau khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3 năm 2020. Cam kết của Bộ trưởng Lachey được đưa ra trong bối cảnh có cuộc đàm phán đang diễn ra với các công đoàn giáo dục của tỉnh, có hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 8. Ông đã nhiều lần nói rằng chính phủ dự định đạt được một thỏa thuận tự nguyện với các công đoàn để trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về việc liệu chính phủ có muốn xếp giáo viên là những người lao động thiết yếu hay không vì điều này sẽ tước bỏ quyền đình công của họ nhưng ông cho biết trọng tâm sẽ là giữ học sinh ở trong lớp học và bảo đảm các hoạt động ngoại khóa tiếp tục đầy đủ. Các giáo viên và nhân viên giáo dục sẽ tình nguyện dành thời gian của họ cho các hoạt động ngoại khóa. Ông Lachey nói rằng, trong các cuộc đàm phán, bộ của ông sẽ yêu cầu rằng tất cả các hoạt động đó phải được cung cấp cho học sinh. có thể đã có lốc xoáy tấn công miền trung của Ontario gây thiệt hại ở các khu vực Medic, Marmora và Thuyết. Cơn bão lớn tối chủ nhật đã tàn phá trung tâm Ontario. Phía đông Peterborough khiến một thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Môi trường Canada và dự án Northern Tornadoes đã đánh giá thiệt hại ở khu vực Marmora, Medic và Thuyết vào ngày thứ hai để xác định xem là có xuất hiện cơn lốc xoáy hay không trận giông bão và gió lớn hôm tối Chủ nhật đã làm bật gốc cây và đè đứt dây điện ở nhiều nơi, bao gồm dọc theo 27, nhiều ngôi nhà và tài sản bị hư hại. Khu vực này cách Peterborough khoảng 60 cho tới 80 km về phía đông. Tính đến sáng thứ hai, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng có một số người đã báo cáo bị thương tích do cơn bão. Thành phố Thuyết đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày thứ hai một trung tâm tiếp tế được mở tại Thư viện Công Cộng Thuyết ở 230 đường Mét dành cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Trung tâm mở cửa mãi đến 8 giờ tối ngày thứ hai. Bốn người tại khi bác chết đuối vào cuối tuần vừa qua. Hết bi kịch này thì đến bi kịch khác đã xảy ra vào cuối tuần khi có đến 4 người chết đuối trong các vụ việc riêng biệt ở trên khắp Quebec một cô gái tuổi vị thành niên và ba người đàn ông trưởng thành đã tử vong trong vòng 48 giờ vì chết đuối. Các công nhân tại câu lạc bộ Super Aqua đã vô cùng đau buồn vào tối ngày thứ Sáu sau khi một cô gái 14 tuổi đã chết đuối tại đó. Trung tâm thủy sinh nằm cách Montreal khoảng 50 km về phía đông ở pointe Colomet đã đóng cửa vào ngày thứ Bảy khi mà các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp cho nhân viên. Cách đó vài giờ, tại Laurentian, một người đàn ông 28 tuổi đã được cứu khỏi một vùng nước hôm thứ bảy và đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau đó anh ta đã qua đời vì các vết thương. Cùng ngày hôm đó thì một người đàn ông 49 tuổi khác đã mất tích ở vùng Mauricie của Quebec khi ông đang bơi ở sông Bastiken. Thi thể của ông đã được tìm thấy vào sáng ngày Chủ nhật, chỉ vài giờ trước cái chết của một người đàn ông Quebec khác đã được xác nhận. Người đàn ông này 43 tuổi đã bị thương nặng sau khi ông ta đu từ trên dây xuống nước tại bãi biển Saplin ở San Policarp. Anh ta cũng đã được đưa đến bệnh viện nhưng mà đã chết ngay sau đó. Tổng giám đốc của Hiệp hội Cứu sinh Quebec khuyên mọi người bơi lội nên cảnh giác mặc dù họ nghĩ rằng họ chỉ là đi bơi bình thường. Và một mẹo chia sẻ là đừng bao giờ bơi một mình. 50% tất cả các nạn nhân chết đuối bất kể giới tính, tuổi tác dù là bơi thuyền hay là bơi lội, đều đã đi một mình. Đặc biệt, áo phao là một đồ vật rất cần thiết nếu mà bạn không phải là một người bơi xuất sắc. Hầu hết tỉnh PC có cảnh báo nhiệt tăng cao trong tuần này. Cảnh báo nắng nóng đã được ban hành vào đầu ngày thứ hai cho hầu hết British Columbia khi một đợt nắng nóng kéo dài có hiệu lực. Theo môi trường Canada, thì nhiệt độ dọc theo bờ biển có thể lên tới 35 độ C trong đất liền và trên 20 độ C gần mặt nước. Ở phía nam Interior, nhiệt độ trong phạm vi dự báo là ở tầm giữa 30 độ cho đến 40 độ C. Cảnh báo nhiệt được ban hành hôm thứ Hai trải dài hầu hết trên toàn tỉnh PC, bao gồm Metro Vancouver, phía đông và trung tâm Vancouver Island và phía nam của vùng Interior đến các khu vực Berkeley Valley và Fort Nelson. Cơ quan thời tiết cho biết nhiệt độ cao dự kiến sẽ kéo dài từ thứ tư cho tới thứ sáu trước khi xu hướng hạ nhiệt chậm sẽ xuất hiện vào cuối tuần. Ba người đã chết, bao gồm cả nghi phạm trong chuỗi vụ xả súng ở Langley, tỉnh BC. Hai người đã thiệt mạng và hai người khác đã bị thương trong nhiều vụ xả súng ở Langley, tỉnh BC vào sáng thứ hai, trong khi người đàn ông được cho là chịu trách nhiệm cũng đã chết, theo cảnh sát cho biết. RCMP đã phản hồi nhiều báo cáo về các phát súng được bắn tại một số địa điểm trên khắp thành phố Langley, cũng như một vụ việc ở thị trấn Langley, theo một cảnh báo khẩn cấp được gửi đến điện thoại di động của mọi người vào khoảng 6 giờ 20 sáng. Công chúng đã được yêu cầu tránh xa khu vực này vì một nghi phạm có liên quan đến một chiếc xe hơi màu trắng đang ở đó. Cảnh báo thứ hai lúc 7 giờ 22 sáng cho biết, nghi phạm không còn là mối đe dọa nữa. Trong một bản cập nhật sau đó vào buổi sáng, cảnh sát xác nhận nghi phạm đã chết và bốn người khác đã bị bắn. Cảnh sát cho biết một phụ nữ gần 203A Street và Fraser Highway đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi thi thể của một người đàn ông đã được tìm thấy tại Crickstone Place trên đường 201 và một thi thể khác tại tuyến xe bus Langley City gần Clover Road và Logan. Một nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy Gần Langley Bypass với vết thương do súng bắn vào chân. Cũng có báo cáo rằng các phát súng có thể đã được bắn vào một số cơ sở kinh doanh đã đóng cửa hoặc là vắng người. Thêm một ca tử vong tại phòng cấp cứu ER đang được điều tra tại bệnh viện Edmonston ở New Brunswick được cho là sự kiện bi thảm. Mạng lưới y tế Vitality của tỉnh New Brunswick cho biết, một bệnh nhân đã chết sau một sự kiện bi thảm trong khoa cấp cứu tại một bệnh viện ở Edmonston, tỉnh New Brunswick theo một bản tin, người này đã được đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện khu vực Edmonston, nơi họ đã qua đời vào chủ nhật trong những hoàn cảnh không thể lường trước và đặc biệt, không có thông tin chi tiết về người hoặc là sự việc dẫn đến cái chết của họ. Tổng giám đốc mạng lưới cho biết vì mục đích bảo mật và do tính chất tế nhị của sự việc, không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào cho công chúng vào lúc này. Không có nhân viên hoặc là nhân viên y tế nào bị thương và vụ việc đang được điều tra. Thị trưởng Edmundston là ông Eric Marquis nói rằng ông không có bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra, nhưng ông lo ngại về tình trạng thiếu nhân sự đang diễn ra tại bệnh viện. Các dịch vụ nhi khoa và sản khoa bao gồm chuyển dạ và sinh nở sẽ không được cung cấp tại bệnh viện này trong hai tuần tới. Các bà mẹ sắp sinh đang được hướng dẫn chuyển đến Quebec, cách đó từ 1 đến 3 giờ, tùy thuộc vào nơi họ sinh sống. Đây là lần thứ hai trong tháng này một bệnh nhân chết trong phòng cấp cứu của một bệnh viện ở New Brunswick. OPP thu giữ số ma túy bất hợp pháp trị giá 500.000 đô la ở thành phố Ottawa. Cảnh sát tỉnh Ontario OPP cho biết, các sĩ quan đã thu giữ số ma túy bất hợp pháp trị giá nửa triệu đô la sau một vụ triệt phá ở thành phố thủ đô Ottawa. Văn phòng chống tội phạm có tổ chức của OPP đã bắt đầu điều tra buôn bán ma túy ở thủ đô vào tháng 6. Ba nơi ở Ottawa đã bị khám xét hôm thứ Sáu sau khi cảnh sát nhận được lệnh truy nã. Tại thời điểm đó, một người đàn ông đã bị bắt và nhiều loại ma túy đã bị thu giữ. Các cảnh sát đã thu giữ hơn 12 kg chất bị nghi là cocaine, 540 viên nén nghi là MDMA, hơn 5.000 viên bị nghi ngờ là thuốc giảm đau opioid, 650 g chất bị nghi là ma túy đá, hơn 1.000 viên nén nghi là methamphetamine, cũng như là đạn dược, máy ép cocaine và tiền tệ của Hoa Kỳ. Cảnh sát cho biết giá trị ước tính của số ma túy này là 500.000 đô la. John Fraser được chọn làm lãnh đạo lâm thời của đảng tự do Ontario. Trong một thông cáo với báo chí hôm thứ Hai, đảng tự do Ontario cho biết ông John Fraser, từng là đại biểu quốc hội của tỉnh đại diện cho Ottawa South, đã được nhất trí lựa chọn Ông Fraser cho biết ông rất vinh dự khi được các đồng nghiệp trong đảng chọn ông để phục vụ với tư cách là nhà lãnh đạo lâm thời tiếp theo của đảng. Ông Fraser từng là lãnh đạo lâm thời của đảng sau cuộc bầu cử cấp tỉnh năm 2018 và cũng từng là lãnh đạo hạ viện trong cơ quan lập pháp Ontario kể từ năm 2020. Rogers đã không thể chuyển khách hàng sang Bell và Telus mặc dù đã được ngỏ lời giúp đỡ. Rogers Communication đã không thể chuyển khách hàng sang các nhà cung cấp dịch vụ cạnh tranh trong thời gian sập mạng hồi đầu tháng 7. Bất chấp lời đề nghị hỗ trợ từ Bell và Telus, công ty cho biết trong một tài liệu công bố vào cuối ngày thứ Sáu. Công ty viễn thông khổng lồ cũng không thể đóng cửa mạng truy cập vô tuyến sẽ tự động kết nối khách hàng với một nhà cung cấp dịch vụ khác từ gọi 911. Các chi tiết mới trong báo cáo cũng đã cung cấp một cái nhìn thoáng qua về nhiều lựa chọn đã được Rogers xem xét trong thời gian sập mạng. Báo cáo cũng tiết lộ cách mà sự cố ngưng hoạt động trên toàn bộ mạng của Rogers đã hạn chế khả năng đưa ra các giải pháp tạm thời trong quá trình khôi phục dịch vụ. Do đó, Rogers đã không thể chuyển hướng hầu hết các cuộc gọi 911 hoặc đưa ra bốn cảnh báo khẩn cấp trong thời gian dịch vụ bị gián đoạn. Mà dù các đối thủ cạnh tranh đã ngỏ lời hỗ trợ trong thời gian ngưng hoạt động. Công ty cho biết họ đã không thể chuyển khách hàng sang một nhà cung cấp dịch vụ khác là bởi để làm được vậy, Rogers sẽ cần quyền truy cập vào các phần của hệ thống đã ngưng hoạt động. Trong khi đó, Rogers cân nhắc việc tắt mạng truy cập vô tuyến của mình trong thời gian ngừng hoạt động và điều này sẽ tự động kết nối khách hàng với một nhà cung cấp dịch vụ khác để thực hiện các cuộc gọi 911. Nhưng một lần nữa, Công ty cho biết sự cố đã làm hỏng hệ thống cốt lõi của họ, khiến cho việc tắt máy như vậy không thể thực hiện. Hơn nữa, việc tắt mạng truy cập vô tuyến sẽ kéo dài thời gian ngừng hoạt động vì việc khởi động lại máy sau khi mạng được khắc phục sẽ mất vài giờ. Khách hàng sử dụng dịch vụ di động luôn có tùy chọn tháo thẻ SIM khỏi thiết bị của họ, sau đó gọi 911. Roger cho biết khi đó, điện thoại sẽ tự động kết nối với tín hiệu mạnh nhất cho các cuộc gọi khẩn cấp. công dân Canada cùng với ba chiến binh tình nguyện nước ngoài khác bị giết ở Ukraine. Một công dân Canada vừa mới tử vong tại Ukraine đã được xác định là chiến binh tình nguyện có biệt danh là Hải Ly là một phần của nhóm hoạt động đặc biệt trong lực lượng vũ trang Ukraine. Emin Antoine Royce Royce đã đến Ukraine với mục đích là giúp cho đất nước này chiến đấu để chống lại lực lượng xâm lược Nga. Anh đã ở cùng với ba chiến binh nước ngoài khác, hai người Mỹ và một người Thụy Điển khi mà họ bị phục kích bởi một chiếc xe tăng nga ở vùng Donbass, miền đông của Ukraine vào tuần trước, chỉ huy đơn vị của họ đã xác nhận tất cả bốn người đã thiệt mạng. Anh Roy đã đến Ukraine từ sớm trong cuộc chiến và anh đã nói với mẹ của anh là anh phải đi bất chấp sự phản đối của bà. Trong cuộc chạy đua tranh chức lãnh đạo của đảng Bảo thủ, cựu Thủ tướng Stephen Harper ủng hộ cho ông Pierre Poilievre. Cựu thủ tướng Đảng Bảo thủ Stephen Harper đã ủng hộ cho ông Pierre Poilievre trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của đảng. Trong một lần hiếm hoi trở lại chính trường của đảng, ông Harper đã phát hành một đoạn video ngắn trên Twitter thảo luận về sự tán thành của mình. Ông Harper nói rằng cuộc đua chức lãnh đạo đảng có rất nhiều ứng cử viên nhưng có một người nổi bật. Cựu thủ tướng nói rằng Ông Lever từng là một bộ trưởng mạnh mẽ dưới quyền của ông khi Đảng Bảo thủ nắm quyền lần cuối, trước khi bị Thủ tướng Đảng Tự do là ông Justin Trudeau đánh bại vào năm 2015. Ông Harper cho biết, ông Lever đã trải qua vài năm đối lập để trở thành nhà phê bình mạnh mẽ và hiệu quả nhất của đảng đối với chính phủ. Ông nói rằng ông Lever đã nói về các vấn đề kinh tế cấp bách như là nợ nần và lạm phát và trình bày các giải pháp bắt nguồn từ những ý tưởng đúng với nền tảng của Đảng bảo thủ. Một nhân viên môi giới bất động sản ở tỉnh BC bị đình chỉ sau khi uống sữa của khách hàng ngay từ hộp đựng sữa. Một người môi giới bất động sản ở tỉnh BC đã bị đình chỉ sau khi anh ta bị máy quay ghi lại cảnh uống sữa ngay từ hộp trong một ngôi nhà mà anh ta đang cho xem nhà liska follerton chủ nhà ở cambliss đã đăng một đoạn video về vụ việc trên facebook nói rằng cô quá kinh tởm trước hành vi này đoạn video cho thấy một người đàn ông đi quanh bếp điều chỉnh rèm để đón thêm một chút ánh sáng mặt trời trước khi đi đến tủ lạnh sau đó anh ta đã lấy một hộp cotton ra khỏi kệ và mặc dù anh ta đã quay lưng lại để đưa nó lên môi âm thanh uống sữa có thể được nghe thấy lờ mờ trong căn nhà trống trải. Bài đăng của cô Fullerton đã xác định người đàn ông là Mike Rose từ Royal LePage, Kamloops Realty. Tuy nhiên, anh Rose không phải là chuyên viên mà đã rao bán ngôi nhà này. Bài đăng cũng cho rằng anh Rose đã làm hỏng một chiếc ghế dài do ngồi trên phần để tay, nhưng không có video nào về điều đó được cung cấp. Các chủ sở hữu của công ty môi giới trong một tuyên bố đã xác nhận anh Rose đã bị đình chỉ do hành vi của anh ta khi cho xem một ngôi nhà ở khu vực Kamloops. Sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 ở Canada. Thưa quý vị, trong tuần này, Canada báo cáo có thêm 31.390 ca nhiễm COVID-19 mới. Con số này là cập nhật từ 10 tháng 7 đến 16 tháng 7, tập hợp lại những tỉnh mà đã báo cáo trong tuần đó, cùng 186 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.023.104 trường hợp và 42.447 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới được báo cáo trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến 16 tháng 7, bao gồm tỉnh BC báo cáo 1.043 ca nhiễm mới và 32 ca tử vong. Alberta thì có 1.544 ca nhiễm mới và 16 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan đã không đưa ra cập nhật. Manitoba thì có 171 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Tỉnh Ontario có 10.779 ca nhiễm mới và 37 ca tử vong. Quebec thì báo cáo 13.126 ca nhiễm mới trong tuần đó và 80 ca tử vong. Newfoundland có 361 ca nhiễm mới và 4 tử vong. New Brunswick thì báo cáo 1.004 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong. Nova Scotia có 1.787 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong tỉnh PEI 1.519 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong, Yukon thì 57 ca nhiễm mới. Tất cả các tỉnh hay vùng lãnh thổ còn lại không đưa ra cập nhật con số COVID-19. Cho đến nay thì có 90,2% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 86,5% đã tiêm đầy đủ hai liều vaccine. Có hơn 49,4% dân số, tức là 18,9 triệu người đã tiêm mũi tiêm thứ ba. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Và đồng thời bấm like, comment và share để ủng hộ cho chương trình này. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Mỹ cân nhắc việc tuyên bố lệnh đậu mùa khí là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Ngoại trưởng Nga tuyên bố mục tiêu cuối cùng của Nga là lật đổ tổng thống Ukraine. Nga cắt nguồn khí đốt qua Nord Stream 1 xuống 20% công suất. Trung Quốc đã xác nhận cảnh báo với Mỹ về chuyến thăm Đài Loan có thể là của Pelosi. Robot chơi cờ vua đã làm gãy ngón tay của cậu bé 7 tuổi trong một giải đấu ở Nga. Một phụ nữ nổ súng ở sân bay Dallas đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn. Khỉ tấn công làm 42 người bị thương ở một thành phố tại Nhật Bản dịch lỡ mồm long móng ở Indonesia khiến cho New Zealand và Úc tăng cường hạn chế. Việt Nam thiếu khả năng xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát toàn cầu. Người ở độ tuổi trưởng thành cần thể dục bao lâu để giảm thiểu nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe? Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu với giọng đọc Hoàng Anh. Mỹ đang cân nhắc việc tuyên bố bệnh đồng mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Tờ Washington Post hôm thứ Hai cho biết, chính quyền của Tổng thống Biden hiện đang cân nhắc xem liệu họ có nên tuyên bố bệnh đồng mùa khỉ hiện đang bùng phát ở nước này có được xem là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hay không. Chính phủ Mỹ cũng đang có kế hoạch bổ nhiệm một điều phối viên của Nhà Trắng để giám sát phản ứng của đất nước đối với sự bùng phát. Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ việc này. Tin tức được đưa ra vài ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố cảnh báo cấp cao, tuyên bố rằng sự bùng phát của bệnh nhiễm virus này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Cho đến nay, gần 70 quốc gia không lưu hành bệnh đậu mùa khỉ trước đây đã báo cáo sự bùng phát của bệnh do virus gây ra, với hơn 16.600 trường hợp đã được xác nhận. Tại Hoa Kỳ, hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ gây ra các triệu chứng giống như lực cúm và tổn thương da đã lần đầu tiên được xác định ở trẻ em vào tuần trước. Tiếp theo là tin tức liên quan đến cuộc chiến của Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Nga tuyên bố mục tiêu cuối cùng của Nga là lật đổ tổng thống Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết mục tiêu bao trùm của Moscow ở Ukraine là đưa người dân thoát khỏi chế độ không thể chấp nhận được. Chúng tôi quyết tâm giúp người dân miền đông Ukraine tự thoát khỏi gánh nặng của chế độ hoàn toàn không thể chấp nhận được này. Ông Lavrov nói tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo vào cuối Chủ nhật, đề cập đến chính phủ của tổng thống ukraine zelensky trong chuyến thăm cộng hòa congo hôm thứ hai ngoại trưởng lavrov của nga cũng đã lặp lại tuyên bố của nga rằng cuộc tấn công đã nhắm vào một tàu hải quân ukraine và một kho chứa tên lửa chống hạm do phương tây cung cấp ông lavrov cho biết các thỏa thuận ngũ cốc không ngăn cản nga tấn công các mục tiêu quân sự Nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov đã trái ngược với chính sách của Điện Kremlin trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi liên tục nhấn mạnh rằng Nga không tìm cách lật đổ chính phủ của ông Zelensky, ngay cả khi lực lượng của Moscow đã tiến sát Kiev. Nga sau đó đã rút lui khỏi thủ đô và chuyển sang đánh chiếm Donbass. Cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ Sáu. Trong khi đó, Nga cắt nguồn khí đốt qua Nord Stream 1 xuống 20% công suất. Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Gazprom hôm thứ Hai cho biết họ sẽ tiếp tục giảm dòng khí đốt tự nhiên qua một đường ống chính đến châu Âu xuống còn 20% công suất, với lý do là sửa chữa thiết bị. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể cắt khí đốt như đòn bẩy chính trị đối với cuộc chiến ở Ukraine khi châu Âu đang cố gắng tích trữ khí đốt cho mùa đông. Công ty thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã thuyết rằng họ sẽ giảm lưu lượng hàng ngày của đường ống Nord Stream 1 đến Đức xuống còn 33 triệu mét khối kể từ hôm thứ Tư, nói rằng họ sẽ đóng một thua binh để sửa chữa. Người đứng đầu cơ quan quản lý mạng của Đức là Klaus Müller xác nhận rằng luồng dự kiến sẽ bị cắt giảm một nửa. Chính phủ Đức cho biết họ bác bỏ quan điểm cho rằng lý do kỹ thuật sẽ dẫn đến việc cắt giảm lượng khí đốt hơn nữa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chơi một trò chơi khôn ngoan. Bộ trưởng Kinh tế Đức là Robert Habeck nói với hãng tin DPA. Ông ấy đang cố gắng làm suy yếu sự ủng hộ to lớn dành cho Ukraine và lấn sân sang xã hội của chúng ta. Để làm được điều này, ông ta làm tăng sự không chắc chắn và đẩy giá lên cao. Chúng tôi đang chống lại điều này bằng sự thống nhất và hành động tập trung. Myanmar hành quyết 4 nhà hoạt động dân chủ lần đầu tiên sau gần 50 năm. Chính phủ Myanmar hôm thứ Hai đã xác nhận rằng họ đã thực hiện vụ hành quyết đầu tiên trong gần 50 năm. Bất chấp những lời kêu gọi khoan hồng trên toàn thế giới, các vụ hành quyết này bao gồm việc treo cổ một nhà lập pháp, một nhà hoạt động dân chủ và hai tù nhân chính trị khác, những người đã bị buộc tội là giết người có chủ đích sau khi quân đội tiếp quản đất nước vào năm ngoái. Theo tờ Mirror Daily của Myanmar đưa tin, bốn cá nhân này đã bị hành quyết theo các thủ tục pháp lý vì họ đã chỉ đạo và tổ chức các hành động giết người khủng bố bạo lực và vô nhân đạo tuy nhiên tờ báo không đề cập tới thời điểm mà họ bị treo cổ đại sứ quán mỹ tại myanmar cho biết họ thương tiếc trước sự mất mát của bốn người đàn ông bị hành quyết và gửi lời chia buồn đến gia đình của họ và đồng thời chỉ trích những quyết định hành quyết này của chính phủ thomas andrews là một chuyên gia độc lập về nhân quyền do liên hợp quốc chỉ định người đã lên án quyết định tiến hành các vụ hành quyết khi mà chúng được công bố vào tháng 6 và kêu gọi những phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế. Bộ ngoại giao Myanmar đã bác bỏ làn sóng chỉ trích sau thông báo của họ vào tháng 6, tuyên bố rằng hệ thống tư pháp của họ là công bằng. Vụ hành quyết tư pháp cuối cùng được thực hiện tại Myanmar được ghi nhận là của một tội phạm chính trị khác vào năm 1976 dưới một chính phủ quân sự trước đây do nhà nước độc tài Ne Win lãnh đạo. Trung Quốc xác nhận cảnh báo với Mỹ về chuyến thăm Đài Loan có thể là của bà Pelosi. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Hai đã xác nhận một báo cáo của Financial Times rằng Trung Quốc đã đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc từ quan chức của Mỹ về chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Báo cáo của Financial Times đã được công bố hôm thứ Bảy trích dẫn sáu người quen thuộc với cảnh báo của Trung Quốc nói rằng họ mạnh hơn đáng kể so với những lời đe dọa mà Bắc Kinh đã đưa ra trong quá khứ khi họ không hài lòng với các hành động hoặc là chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan nơi mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. tờ Financial Times đưa tin vào tuần trước rằng bà Pelosi có kế hoạch đến thăm Đài Loan vào tháng 8, hôm thứ tư. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng. Biden tỏ ra nghi ngờ về chuyến đi của Pelosi đến Đài Loan. Sri Lanka yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ về thương mại, đầu tư và du lịch. Vào hôm thứ Hai, đặc phái viên của Colombo tại Bắc Kinh cho biết Sri Lanka đã đề nghị Trung Quốc hãy giúp đỡ về thương mại và đầu tư du lịch để giúp nước này phát triển bền vững khi đàm phán về gói khẩn cấp trị giá 4 tỷ Mỹ Kim đã giúp nước này thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Quốc đảo 22 triệu dân này đang phải chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi tuyên bố độc lập từ năm 1948 sau khi cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối. Những người biểu tình tức giận về tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men đã lật đổ gia đình cầm quyền Rajapasa. Việc đại sứ Polita Kohona nhấn mạnh Trung Quốc là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế của Sri Lanka, đã phản ánh vị thế của Bắc Kinh là một trong hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Sri Lanka, cùng với Nhật Bản. Trung Quốc cũng nắm giữ khoảng 10% nợ nước ngoài của Sri Lanka. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại đại sứ quán Bắc Kinh của Sri Lanka, Kohona cho biết Colombo muốn Trung Quốc yêu cầu các công ty của họ mua thêm trà đen Sapphire, gia vị và hàng may mặc của Sri Lanka và đồng thời làm cho các quy tắc nhập khẩu của Trung Quốc trở nên minh bạch hơn và dễ điều hướng hơn. Ông cho biết Bắc Kinh có thể giúp đỡ bằng cách rót thêm vốn đầu tư vào các dự án cảng rộng lớn do Trung Quốc hậu thuẫn ở Colombo và Hambantota. Kohona cho biết các kế hoạch đầu tư lớn của Trung Quốc đã không thành hiện thực về đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Sri Lanka cũng muốn có thêm khách du lịch từ Trung Quốc lượng khách du lịch Trung Quốc đến Sri Lanka đã giảm từ 256.000 người trong năm 2018 xuống gần bằng không sau các vụ tấn công tự sát và đại dịch năm 2019. Ông Kohona cho biết, tân tổng thống Sri Lanka Ranil Wickram có kế hoạch đến thăm Trung Quốc để thảo luận hợp tác về các vấn đề bao gồm thương mại, đầu tư và du lịch. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tháng này cho biết Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với các quốc gia và các tổ chức tài chính quốc tế để đóng một vai trò tích cực để giúp Sri Lanka. Ngoài việc hỗ trợ tài chính, Sri Lanka cũng hy vọng Trung Quốc có thể giúp nước này mua nhiên liệu, phân bón và các nguồn cung cấp khẩn cấp khác. Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp 500 triệu nhân nhân tệ, tức là khoảng 74,09 triệu Mỹ Kim, cho Sri Lanka vào tháng 4 và tháng 5 con robot chơi cờ vua đã làm gãy ngón tay của cậu bé 7 tuổi trong một giải đấu ở Nga. Theo ông Sergei Lazarev, Chủ tịch Liên đoàn cờ vua Moscow cho biết, một con robot chơi cờ đã chơi xấu đối thủ 7 tuổi của nó trong giải cờ vua mở rộng ở Moscow vào tuần trước. Một robot đã làm gãy ngón tay của một đứa trẻ, tất nhiên đây là một điều tồi tệ, ông Sergei nói về vụ việc với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS. Đứa trẻ đã di chuyển quân cờ của mình và sau đó cần phải dành chút thời gian để robot phản ứng, nhưng cậu bé đã vội vàng và con robot này đã tóm lấy cậu bé. Video về vụ việc được đăng tải trên kênh Bazaar Telegram cho thấy, cánh tay của con robot đang kẹp ngón tay cậu bé trong vài giây trước khi nhiều người chứng kiến lao vào để gỡ bàn tay của đứa trẻ ra khỏi đó. Bất chấp chấn thương, cậu bé vẫn tiếp tục thi đấu trong giải đấu với ngón tay bị bó bột. Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Moscow đã nhấn mạnh rằng con robot này không thuộc sở hữu của họ mà nó đã được thuê, cũng như đã được các chuyên gia đem đi triển lãm ở nhiều nơi trong một thời gian dài. Theo The Guardian, cha mẹ của cậu bé bị thương được cho là đã liên hệ với văn phòng công tố viên và nơi này cho biết họ sẽ liên lạc, tìm hiểu và cố gắng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Giải cờ vua mở rộng ở Moscow đã diễn ra tại thủ đô của Nga từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 7. Người phụ nữ nổ súng ở sân bay Dallas được đưa đến bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn. Cảnh sát đang điều tra động cơ của một người phụ nữ. Người này đã nổ súng lên không trung bằng một khẩu súng ngắn tại sân bay Dallas Love Field vào hôm thứ Hai, khiến các chuyến bay bị tạm dừng và khiến mọi người chạy tán loạn về phía an toàn. Cảnh sát trưởng Dallas là Edgardo Garcia cho biết, người phụ nữ 37 tuổi đã bước vào khu vực quầy vé của sân bay vào khoảng 11 giờ sáng sau đó cô ta đã bước vào phòng tắm, mặc một bộ quần áo khác trước khi bước ra bên ngoài và nổ súng. Một sĩ quan đã bắn vào phần cơ thể từ hông đến ngón chân của người phụ nữ này để ngăn chặn cô ta lại. Không có người nào khác bị thương. Cảnh sát trưởng Cassia cho biết người phụ nữ đã bị bắt và đưa đến bệnh viện. Tên của cô ấy vẫn chưa được tiết lộ và không rõ tại sao cô ấy lại bắn lên trần nhà. Sau vụ nổ súng, sân bay đã được thông báo di tản và một số người đã được thông báo đến nơi trú ẩn tại chỗ. Trong khi cảnh sát Dallas đang tiến hành điều tra, các chuyến bay của Southwest Airlines đến Dallas Love Field đã bị dừng hoạt động và các chuyến bay khởi hành cũng đã bị tạm dừng vào chiều thứ hai. Khỉ tấn công làm 42 người bị thương ở thành phố Nhật Bản. Chính quyền địa phương ở một thành phố của Nhật Bản sẽ sử dụng súng an thần để đối đầu với những con khỉ đột nhập đã làm 42 người bị thương trong những tuần gần đây. Khỉ Nhật Bản phổ biến trên nhiều vùng của đất nước là loài gây hại ở một số khu vực. Chúng ăn hoa màu và đôi khi xâm nhập vào nhà, nhưng một loạt vụ tấn công của khỉ ở Yamaguchi, phía tây đất nước là không bình thường, với người lớn và trẻ em bị vết thương bao gồm cả vết xước và vết cắn. Các vết thương cho đến nay phần lớn là nhẹ, nhưng các nhà chức trách đang chuyển sang sử dụng súng an thần sau khi bẫy họ đặt, không bắt được bất kỳ con khỉ nào. Ban đầu thì chỉ có trẻ em và phụ nữ bị tấn công, gần đây người già và đàn ông trưởng thành cũng bị nhắm mục tiêu. Thành phố không chắc liệu các cuộc tấn công là do nhiều khỉ hay một cá thể hung hãn duy nhất. Trong một số trường hợp, những kẻ đột nhập đã vào nhà bằng cách trừ cửa lưới đang mở hoặc là đi qua cửa sổ các quan chức thành phố và cảnh sát đã tuần tra khu vực kể từ vụ tấn công đầu tiên vào khoảng ngày 8 tháng 7 nhưng vẫn chưa bắt được con khỉ nào. Chuyến tham quan thế giới VIP của Disney sẽ tạo ra 6,2 tấn carbon cho mỗi khách. Disney đang tiếp thị một tour du lịch trọn gói dành cho giới thượng lưu trị giá 110.000 đô la, một vé đi kèm với mức giá khí thải carbon là 6,2 tấn khí thải cho mỗi khách nhiều hơn 20 lần so với một người ở một quốc gia có thu nhập thấp trong cả năm. Hành khách khởi hành từ Los Angeles, California vào ngày 9 tháng 7 năm 2023. Từ đó thì họ sẽ bay đến San Francisco, sau đó đến Tokyo qua Anchorage, đến Thượng Hải và Hồng Kông, sau đó thì đến Agra ở Ấn Độ, Cairo, Paris, sau đó kết thúc ở Orlando, Florida. Các tour du lịch đã được đặt kín hết. Một phân tích của nhóm vận tải sạch Transport and Environment TNE cho thấy, nhiên liệu máy bay được đốt cháy để cung cấp năng lượng cho máy bay trong tổng hành trình dài 19.600 dặm, tức là 31.500 km, sẽ thải ra tổng cộng 462 tấn carbon dioxide, tương đương 6,2 tấn cho mỗi khách, nhiều hơn hầu hết mọi người trên thế giới chiếm trong cả năm. Vào năm 2019, lượng khí thải CO2 trung bình hàng năm trên đầu người ở một quốc gia thu nhập thấp là 0,3 tấn, theo số liệu do Ngân hàng Thế giới thu thập. Trên toàn cầu thì lượng khí thải carbon trung bình hàng năm là 4,5 tấn trên đầu người. Nếu thế giới đạt được mục tiêu duy trì mức nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 độ C thì mỗi người trên trái đất sẽ chỉ được thải ra trung bình 2,3 tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030. Các nhà vận động khí hậu đã chỉ ra rằng, các chuyến tham quan mà có giá gần 110.000 đô la một vé, nêu bật nghiên cứu cho thấy trên toàn cầu, các cá nhân giàu có chịu trách nhiệm một cách không cân xứng đối với tỷ lệ phát thải carbon. Một nghiên cứu khác được công bố cùng năm cho thấy, miền Bắc toàn cầu chịu trách nhiệm về 92% lượng khí thải dư thừa, trong khi các quốc gia ở miền Nam chỉ chiếm 8%. Một nghiên cứu thứ ba cho thấy khoảng cách đang tiếp tục được nới rộng, với 10% hộ gia đình giàu nhất trên toàn cầu chịu trách nhiệm cho gần một nửa lượng khí thải vào năm 2015. Một nửa dân số nghèo nhất thế giới chiếm 15% lượng khí thải CO2. Dịch lỡ mồm long móng ở Indonesia khiến cho New Zealand và Úc tăng cường hạn chế. Thủ tướng Jacinda Ardern cảnh báo dịch lỡ mồm long móng đang bùng phát ở Indonesia có thể khiến cho hàng ngàn người New Zealand mất việc, trong khi các quốc gia của bà và nước láng giềng khác, đó là Úc, hiện đang tăng cường các hạn chế an toàn sinh học ở biên giới. Theo đó thì bà Arden đã cảnh báo rằng, căn bệnh này từ phát hiện lần đầu tiên tại Indonesia vào tháng 4, có khả năng đe dọa tới 10.000 việc làm trong ngành công nghiệp của New Zealand. Tại Úc, các phụ kiện và hành lý từ Trung Quốc và Indonesia hiện nay được kiểm tra và sẽ có thảm khử trùng tại sân bay để làm sạch dài dép. Lỡ mồm lông móng là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do virus gây ra và rất dễ lây lan trên vật nuôi. Dịch bệnh có thể tác động đáng kể đến kinh tế, đặc biệt là đối với các quốc gia như là New Zealand đã xuất khẩu khoảng 17 triệu con cừu và 2 triệu gia súc trong 8 tháng tính đến tháng 5 năm 2022 một trận lỡ mồm long móng đã hoành hành hai tỉnh của Indonesia, giết chết hàng ngàn con bò và lây nhiễm cho hàng trăm ngàn con khác. Việt Nam thiếu khả năng xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát toàn cầu. Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, Việt Nam hiện nay không có đủ khả năng để xét nghiệm để phát hiện căn bệnh này. Bộ Y tế hôm Chủ nhật đã có một cuộc họp báo với một số cơ quan y tế trong nước và quốc tế về các biện pháp ứng phó với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang diễn ra trên toàn cầu. Theo Phó cục trưởng Y tế dự phòng cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận ca đậu mùa khỉ, song có nguy cơ cao bệnh xâm nhập. Nguyên nhân là do các quốc gia lân cận như là Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Campuchia đã ghi nhận có các ca bệnh đậu mùa khỉ. Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết họ đang phối hợp với các viện y tế và đề nghị bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ là CDC cung cấp các nguồn lực để xét nghiệm bệnh đồng mùa khỉ, bao gồm cả sinh phẩm và quy trình xét nghiệm. Tiến sĩ Soroko Escalante, quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, khuyến nghị rằng nên sử dụng vắc xin đậu mùa để dự phòng. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay không giữ trữ loại vaccine này, do đó các chuyên gia đã đề nghị WHO hỗ trợ. Bệnh đậu mùa khỉ hiện nay đã có mặt trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 16.000 trường hợp mắc và 5 trường hợp tử vong. Các triệu chứng điển hình bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, tổn thương da và phát bàn. Thưa quý vị, trong một nghiên cứu mới cho thấy người ở độ tuổi trưởng thành cần tập thể dục trong bao lâu để giảm thiểu nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Một nghiên cứu mới do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ công bố cho thấy những người trưởng thành thường xuyên tập thể dục vừa phải hoặc là cường độ mạnh từ 150 đến 600 phút mỗi tuần sẽ giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Các phát hiện đã được công bố trên tạp chí Circulation và đã được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia, trong đó thì chỉ ra rằng bệnh ở giai đoạn cuối và bệnh tật ở những người trưởng thành tập thể dục thường xuyên đã giảm từ 21 đến 23%, tùy thuộc vào cường độ hoạt động thể chất của mỗi người. Trong khi đó thì những người thực hiện gấp đôi phạm vi được khuyến nghị hiện tại sẽ có nguy cơ hoặc tử vong dài hạn thấp nhất. Vậy, phạm vi bài tập được khuyến nghị là gì? Vào năm 2018, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến nghị rằng Người lớn nên tham gia ít nhất 150 đến 300 phút mỗi tuần hoạt động thể chất vừa phải. Ngoài ra thì các hướng dẫn cũng đề xuất người lớn nên tập thể dục 75 đến 150 phút mỗi tuần với cường độ cao hơn. Hoạt động nhiều hơn có nghĩa là thời gian tập thể dục được khuyến nghị ít hơn. Hướng dẫn của Canada dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên cũng khuyến nghị khoảng 150 phút tập thể dục vừa phải hàng tuần. Hoạt động vừa phải thường bao gồm đi bộ, nâng tạ và tập calisthenics là một bộ môn thể thao mà người tập sử dụng chính sức nặng cơ thể để rèn luyện sức mạnh và phát triển cơ bắp, trong khi hoạt động với cường độ mạnh phù hợp với chạy bộ, bơi lội và tập thể dục nhịp điệu. Nghiên cứu cho biết đây là một điểm khác biệt quan trọng vì nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tập thể dục cường độ cao quá nhiều, chẳng hạn như là chạy marathon, triathlon, ba môn phối hợp và đua xe đạp đường dài, có thể làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch bất lợi. Tuy nhiên, kết quả cho thấy hoạt động thể chất cường độ cao hoặc là trung bình gấp 4 lần mức tối thiểu hàng tuần được khuyến nghị, tức 600 phút hàng tuần đối với bài tập vừa phải và 300 phút hàng tuần đối với cường độ cao không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Nó cũng không làm giảm nguy cơ tử vong hơn nữa. Cho thấy rằng tập luyện cực đoan cũng không mang lại kết quả sức khỏe tốt hơn. Ca sĩ Adele thông báo lịch trình mới cho chuỗi các buổi biểu diễn tại Las Vegas. Sau khi hoãn buổi biểu diễn tại The Colosseum ở cung điện Caesars một ngày trước khi bắt đầu trở lại vào tháng 1, Nữ ca sĩ Adele hôm thứ Hai thông báo rằng cô đã chính thức lên lịch lại các buổi biểu diễn của mình tại Las Vegas. Không từ ngữ nào có thể giải thích được rằng cuối cùng tôi đã có thể thông báo về những chương trình bị dời lại như thế nào. Tôi thật sự rất đau lòng khi phải hủy chúng. Người chiến thắng Grammy viết trên Instagram. Chuỗi các buổi biểu diễn tại Las Vegas của nữ ca sĩ sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 23 tháng 3. Trên trang web của mình, cô Adele đã viết rằng Cùng với 24 chương trình đã được lên lịch lại, cô cũng đã bổ sung thêm 8 ngày biểu diễn. Quyền ưu tiên cũng sẽ dành cho những người đã giữ vé xem các buổi biểu diễn đã bị hủy. Vào thời điểm hoãn các buổi biểu diễn của mình, Adele đã chia sẻ một đoạn video đậm nước mắt được đăng lên Instagram. Trong đó cô chia sẻ rằng một nửa thành viên trong ekip của cô đã mắc COVID-19. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái tính tới tối ngày thứ hai một giá kim bằng 0,7781 Mỹ kim và bằng 0,7609 euro. Một giá kim bằng 18.186 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 23.371 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 96.29 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 105.2 Mỹ kim một thùng. Và sau cùng là giá vàng là 1.717.04 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin sáng nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Xin quý vị đừng quên bấm like, phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để nhận được các thông báo khi chúng tôi phát hành các bản tin mới. Ngoài các video được phát hành hai lần mỗi ngày, Culture Channel còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Thay mặt ban biên tập, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và thân ái chào tạm biệt.